Xin được cảm ơn Cao Đạt rất nhiều với ca khúc đầy ý nghĩa vừa rồi, và bản thể cũng rất là thành công đúng không ạ? Bây giờ thì bản đăng ký cũng rất là dài, nhưng có một anh chàng thì phải nói sớm nhất, nhưng bây giờ thì mới được gửi lời mời. Xin mời ca khúc của Đàm Vĩnh Hưng gì ấy nhỉ? Em bước lên sân khấu đi, anh sẽ dành cho em. Mưa qua vội vã, đêm đơn côi lạnh giá. Anh nhớ em ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn thoáng thứ. Khi xa em lòng nhớ, ngày buồn đêm thẫn thờ. Chỉ phút giây mà ngỡ, đời trong vắng buốt giá đêm quanh hiu. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên tình anh cho em là không bến bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, đem vào thương tại nỗi nhớ, để anh mãi có em trong những đêm mơ. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên khoảnh khắc bên em đẹp bao ý thơ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, đem vào thương tại nỗi nhớ, dù anh ở nơi đâu cũng nghĩ tới em, mãi cả trong giấc mơ. Cơn mưa qua vội vã, đêm đơn côi lạnh giá. Anh nhớ em ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn thoáng thứ. Khi xa em lòng nhớ, ngày buồn đêm thẫn thờ. Chỉ phút giây mà ngỡ, đời trong vắng buốt giá đêm quanh hiu. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên tình anh cho em là không bến bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, đem vào thương tại nỗi nhớ, để anh mãi có em trong những đêm mơ. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên khoảnh khắc bên em đẹp bao ý thơ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, đem vào thương tại nỗi nhớ, dù anh ở nơi đâu cũng nghĩ tới em, mãi cả trong giấc mơ. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên tình anh cho em là không bến bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, em vẫn thương tại nỗi nhớ, để anh mãi có em trong những đêm mơ. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên khoảnh khắc bên em đẹp bao ý thơ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, em vẫn thương tại nỗi nhớ, để anh mãi đớm nhớm những đêm mơ. Yêu em anh ở trong giấc mơ. Và như gom vậy là trải qua một tiếng đồng hồ, không thừa mà cũng chẳng thiếu, một tiếng đồng hồ để cho tất cả vị khách tận hưởng giao lưu, cùng nói chuyện và cùng tận hưởng tất cả món ăn đủ trên bàn tiệc. Một tiếng đồng hồ cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ để cho chú rể cô dâu lưu lại trong quyển sổ nhật ký của cuộc đời mình. Và bây giờ thì thời gian chưa hết với tất cả vị khách, nhưng chương trình lễ thành hôn của đoàn trẻ Huy Hoàng và Mai Hương, chương trình âm nhạc xin phép được dừng tại đây. Một lần nữa, trong buổi lễ có gì thiếu sót, mong tất cả chúng ta vui lòng lượng thứ bỏ qua. Cuối cùng xin được cảm ơn tất cả vị khách, cảm ơn hai gia đình, cảm ơn âm thanh ánh sáng nhà rạp Quang Đạt, ekip làm nghề nhiệt huyết, cảm ơn nhà quay phim nhiếp ảnh gia Bảo Sang đến từ Xuân Mỹ đã phối hợp ăn ý hoàn thành tốt chương trình buổi lễ. Một lần nữa xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất. Thank you.